Hello, xin chào các bạn. Bây giờ là buổi tối rồi, lại là một cái buổi tối mình đói bụng nữa. Thì bây giờ hôm qua thì mình có ăn tôm hùm rồi, thì mình có nói hôm nay mình sẽ đi ăn gà đó. Chẳng lẽ hôm qua ăn nhưng mà không ăn, tại vì nếu mà mua hôm qua thì mua nhiều quá. Thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái chỗ bán gà chiên, gà rán rất là nổi tiếng ở khu vực Dallas này. Tiệm nó tên là Popeyes. Giờ mình sẽ đi đến đó để lâu rồi mình mới được ăn cái món này, thì hôm nay mình sẽ đi đến cái tiệm đó để ăn thử coi hôm nay cái vị nó như thế nào, nó còn ngon như ngày xưa hay không. Tại vì ngày xưa mình ăn rất là cũng khá nhiều. Thì hôm nay là cái ngày thứ ba, là cái ngày mà họ sale một cái đùi với là một cái ức gà là 1,50 đồng thôi. Ngày xưa thì có 1 đồng mà bây giờ thì 1,50 đồng. 1,50 đồng là cái giá rất là rẻ. Cho nên thường những ngày này thì người Việt Nam, như là những cái người nói chung rất là nhiều người họ đến Popeyes để họ đi mua cái gà mà giá sale trong cái ngày thứ ba này. Cho nên bây giờ mời các bạn cùng đi với mình, chúng ta tới Popeyes cùng mình ăn gà chiên ha. Mời các bạn. Đây là cái cửa hàng chúng ta sẽ đến, tên là Popeyes Louisiana Chicken. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong cửa này nha. Okay, hello. I want 3 special. Okay, for here to go. For here. Okay. But can you put it in the box for to go too? Okay. Yeah. Spicy or mild? One spicy and 2 mild. Spicy, 1 mild? Yeah. Nope, that's it. Do you need to sign on anything? No. No. So 2 spices, 1 mile. Thank you. Ok, bây giờ mình đứng đây mình đợi người ta kêu lấy đồ ha. Ok, thank you. This is 2 spicy and 1 mild, right? This is 1 mild. This one? 119? Yes. Ok, okay, thank you. Yeah. Any sauce? Do you have ketchup and hot sauce? Okay, thank you. Can I get a cup of water? Yeah, thank you. Okay, xong. Thì bây giờ ở đây á, người ta tính tiền cho mình. Thì mình mua tổng cộng là 6 miếng. Tổng cộng là mua 6 miếng. Mỗi 2 miếng là 1 đồng 49 cent. Thì người ta tính tổng cộng là cộng như thế là 37 sen nữa là 4 đồng 84 sen, thấy không? Nói chung cũng rẻ. 2 miếng là vậy, tức là gồm có một cái ức với lại một cái đùi. Thì cái này là cái loại không có cay, là mild. Còn ở bên này là có cái này nữa. Ở đây là gồm có 4 cái là spicy, tức là nó cay. Ok, đây 4 cái đi, 2 cái. Mà bây giờ bắt đầu ăn. Ở đây người ta có cho thêm một chút xíu. Cái này là ketchup, là sốt cà chua. Còn cái này là hot sauce, là sốt cay của Mỹ. Các bạn thấy không? Nhìn ngon không? Ok, nhìn ngon không? Đây là gà. Gà rán. Ngày xưa thì mình thấy cái miếng này hồi xưa nó to hơn, còn bây giờ thật ra nó bị thu nhỏ lại rồi. Hồi xưa ở đây người ta bán 2 miếng như vậy á, một cái đùi với một cái ức này người ta bán có 1 đồng thôi. Còn bây giờ là người ta đổi rồi, người ta vừa làm cái đùi với cái ức nó nhỏ hơn mà vừa bán mắc hơn 0.5 đồng, tức là 1,50 đồng là được 2 miếng này.
thời đại kinh tế của Mỹ nó cũng có suy thoái, cho nên mọi thứ nó cũng có thay đổi về giá cả. Ok, đầu tiên thì mình sẽ ăn ăn gì đây? Đầu tiên là mở cái ketchup này ra, tại vì cái gà chiên này ăn rất là ngon nếu mà phải có ketchup. Còn có ketchup thì ăn nó dở ẹt à. Ngon không? Lâu lắm mới ăn cái món này lại. Tại hồi xưa có một khoảng thời gian mình có ăn cái món này thường lắm. Nhưng mà cái món này ăn nhiều thì rất là mập. Có thịt gà ở trong á, nó ướt. Cái vỏ bên ngoài á thì nó rất là giòn, nhưng mà ở trong thì nó ướt, thì nó rất là mềm, ngộ lắm. Cái hãng Popeye này nè, cái tiệm bán gà này tên là Popeye. Thì cái tiệm này là một trong những cái tiệm rất là nổi tiếng ở khu vực này, nó bán gà chiên. Thì có KFC và có Popeye. Mà là xưa giờ KFC thì ở đây ít được người Việt ở đây. Người Việt ở đây có lẽ mình nghĩ người ta biết Popeyes nhiều hơn. Tại vì Popeyes mỗi ngày thứ ba như vậy á, như ngày hôm nay á, thì nó sẽ bán sale cứ 2 cái nó bán 1.50 đồng. Ngày xưa là nó bán có 1 đồng thôi. Người Việt mình mỗi một ngày thứ ba mình đi đến đây á, mình thấy người ta đều tụ hội về đây, người ta mua rất là nhiều. Lúc nào cũng có một cái line rất là dài đi đứng đợi mua cái gà của Popeyes. Trong đó nhiều người Việt mình rất là nhiều, rồi người Mỹ đen, rồi người Mỹ trắng cũng có, rồi người Mỹ cũng có nữa. Thì nói chung những cái món gà như vậy nè, thường các bạn biết không, những cái bảng giá phía trên kia đó, thì giờ mình đang nhìn mình thấy thì hai cái miếng gà chiên bình thường đó, nó bán là đã 5.99 rồi, nó ghi giá trên đó 2.99, là 5.99 cho hai miếng gà thôi, là có thêm một miếng gà ức hoặc còn miếng gà đùi. Nhưng mà trong những ngày như ngày thứ ba đặc biệt hôm nay nó bán như vậy á, thì nó bán có đồng 49 cent, tức là 1.50 đồng, thì rất là rẻ. Cho nên người Việt Nam mình rất là nhiều người á, ở khu vực này á, toàn là canh đợi tới ngày thứ ba và đi mua cái gà này ăn không à. Và mình từng là những một trong những người đó, và ăn hồi xưa có lúc mà nhiều khi một ngày mua đến 10 cục và ăn, nhưng mà thời gian nó ăn mập quá trời cho nên sau này không có ăn cái món này nữa. Thì lâu lắm mới nhớ lại là mới đi ăn thôi. Cái này là cái ức gà. Cái này là cái đùi gà. Thường mình sẽ ăn cái đùi trước. Bỏ cái hot sauce này lên, bỏ cái ketchup này lên cái miếng gà rồi ăn. Thường thì nếu có muốn thì đổ ra đây là chấm quẹt ăn cũng được. Đây có hot sauce. Hot sauce là cái nước nước ớt của người Mỹ như vậy nè. Thì cái này nó cay, bên này nó chua chứ nó không có ngọt nhiều. Ngon. Lâu lắm mới ăn lại cái món này. Cái gọi là mình ăn á, không bỏ cái này vô nó đã cay cay rồi. Cái gọi là spicy. À quên nữa, các bạn thấy cái này là cái gì không? Biết cái này là cái gì không? Cái này là cái phao câu, lúc nãy nó nằm ở đây nè, mà lúc nãy mình tháo ra. Tại vì người Mỹ khi mà họ chiên cái con gà này á, thường nó có cái cục này ngay đây. Thì ai thích ăn phao câu thì cũng có thể ăn được, nhưng mà mình thì mình thấy nó có lẽ là nó hơi dơ, cho nên mình không có ăn nó, nên lúc nào mình cũng tháo ra đầu tiên hết. Ngon quá ha. Còn một cái nữa là gà chiên này á, các bạn thấy như một cái cục này nè, ở trong này á, nhìn thấy nó dày nhưng mà thật sự cái cục này không phải thịt, mà nó chỉ là cái da với lại cái bột nó chiên lên thôi. Cho nên nhiều người họ tầm mập á, thì họ khi họ ăn gà chiên này thì họ lột hết những cái vỏ nó ra, họ ăn cái phần thịt ở trong, họ ăn cái vỏ này. Cái phần thịt này nè, thì các bạn thấy như mỡ dầu rất là nhiều, cho nên á, đôi khi mình ăn thì mình tháo bớt mấy cái này ra, mình dục, mình không có ăn. Nhưng mà có điều có nhiều người ăn quá mức á, là họ bỏ hết mọi thứ luôn, họ chỉ ăn cái thịt trắng ở trong thôi.
Thì thật ra ăn cái đó thì thôi tốt nhất là mình đừng ăn gà chiên. Tại vì mình ăn gà chiên kiểu đó thì nó giống như gà luộc vậy đó. Ăn dở hơn gà luộc nữa. Cho nên cái phần ngon nhất của con gà, mà tại vì nó có cái sự giòn giòn của cái vỏ này nè, nên là mình nếu mà có thèm gà luộc thì mình ăn gà luộc. Còn nếu gà chiên thì phải chấp nhận ăn luôn cái này. Ăn ít thôi, đừng ăn nhiều. Bạn thấy không, nó bị tróc cái da ra, với lại cái phần thịt nó trắng ở trong nè. Rồi có nhiều người họ ăn cái phần trắng này thôi, mà cái phần trắng này thì thật ra nó không có khác gì là thịt luộc hết á, cho nên mình ăn thì phải ăn kèm chung mới ngon. Như bạn thấy á, hai miếng gà này mà họ bán có đồng rưỡi à, tức là tính sang tiền Việt Nam là khoảng 30 ngàn. Thì tính sang tiền Việt Nam thì nhiều, chứ thật sự đồng rưỡi bên đây không có nhiều á. Mà hồi xưa nó từng bán cái này 2 miếng 1 đồng rồi, nhưng mà em thấy nó rất là rẻ. Cho nên là ở Mỹ muốn ăn những món này không khó, có chút xíu tiền là có thể ăn được thôi. Ok, ăn xong rồi. Nãy mình ăn 3 miếng, 2 cái đùi với lại một cái ức. Ăn còn là xương không à. Thì cái này mình ăn không có nhiều. Đáng lẽ mình hồi xưa đó là mua tới tới 10 miếng. Tới một ngày mua 5 đồng, 5 đồng mấy á. Mua được tới 10 miếng. Ăn một lần khoảng chắc 5-6 miếng gì đó. Tại thèm quá, ăn. Một tuần ăn một lần. Thì 5-6 miếng rồi để tủ lạnh 4-5 miếng gì đó. Rồi có thể tối hoặc sáng ngày mai hâm lại ăn tiếp. Nướng lên lại ăn tiếp. Thì cái quá khứ đó nó qua rồi, tại vì hồi xưa như mình nói nó mập quá mình phải ngưng lại, mình không ăn. Thì bây giờ hôm nay ăn được một bữa rất là ngon. Nhưng mà cái món này đúng ra là ăn thì ngon, nhưng mà ăn nhiều không có tốt. Cho nên dù Việt Nam hay ở Mỹ đi nữa, ăn nhiều cũng không tốt. Tại vì cái dầu mà người ta chiên cái loại này nè, người ta dùng cái loại dầu nó có nhiều chất mép bão hòa đó. Thì cho nên là khi mình ăn vô nó dễ gây ra những cái bệnh về tim mạch, với lại nó gây mập rất là nhiều. Cho nên là hôm nay mình chỉ ăn có 3 miếng thôi, lâu lâu mới ăn thôi đó. Chứ còn mà ăn cái này mỗi tuần, chỉ cần vô ngày thứ ba mình ăn mỗi tuần như vậy là sau một tháng là mập lên liền. Đây là cái quang cảnh của cái tiệm, các bạn thấy không, người đi rất là nhiều, đông lắm. Thì đằng kia thì người ta đang tính tiền, ở trên đây thì người ta có để những cái lon, những cái hũ gạo, những cái hũ gì đó. Ok. Thì bạn thấy không, cái tiệm nó như vậy. Giờ thì quay lại hướng về hướng của mình. Ở ngoài đây, ở phía sau lưng, ở phía trước đó là cái đường. Ngoài kia là cái đường đi, là cái đường người ta chạy xe. Nếu mà bạn ngồi bên đó thì có thể coi được phong cảnh ngoài đường luôn, cũng rất là vui. Nhưng mà tại lúc nãy là có nhiều đông người quá nên không có đến chỗ đó được. Thôi bây giờ mấy cái đồ này mình đóng lại. Rồi tất cả những cái thứ này dục bỏ vô đây. À, uống miếng nước. Đây còn dư ketchup thì để lại để cho người ta, nếu ai thích ăn thì ăn, mình cũng ăn. Mình nghĩ thì ở đây chắc người ta sẽ dục vô thùng rác. Ok, đi với mình. Giờ mình đi dục bỏ cái này. Ở đây là một cái tiệm tự phục vụ, cho nên sau khi mình ăn xong thì mình tự đổ cái này vô đây. Rồi, để cái khay ra đây. Rồi, ra về. Ok, bây giờ thì mình đã no say rồi. Ăn gà chiên xong quá no rồi. Thì rất là cảm ơn các bạn đã coi cái video này của mình. Rất là mong các bạn, nếu các bạn có những cái điều gì mà thắc mắc muốn góp ý với mình thì mong là các bạn hãy comment bên dưới. Và các bạn muốn coi, muốn hỏi là các bạn muốn gợi ý là muốn xem video gì nữa thì các bạn có thể gợi ý bên dưới comment cho mình luôn nha. Rồi mong là các bạn click nút like với lên nút subscribe cho channel của mình để thường xuyên theo dõi các video mình đăng lên ha. Rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn nha.